đây, thành phố Hà Nội đã quyết định dừng toàn bộ việc nuôi cá tại Hồ Tây, khai thác khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch văn hóa tiên tiến. Có thể nói đây là một trong những đào tiên quyết, nhưng hiệu quả ra sao và lộ trình thực hiện như thế nào thì còn cần sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị chức năng. Sau khi thành phố Hà Nội có chỉ đạo dừng việc nuôi trồng thủy sản ở Hồ Tây, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ yêu cầu ngừng toàn bộ việc nuôi thả cá và đánh bắt cá tại đây. Theo Chi cục Thủy sản Hà Nội, việc nuôi thả cá tại Hồ Tây không nhằm mục đích kinh tế mà để đảm bảo cân bằng sinh thái. Do vậy, môi trường quanh hồ cũng rất quan trọng. Nguyên nhân của nó thì thứ nhất là cũng ảnh hưởng cái môi trường rất lớn. Đấy, vì là xung quanh hồ thì chúng tôi lấy mẫu thì nhiều các điểm, nhưng có những điểm thì đảm bảo, có những điểm không đảm bảo. Đấy là do các cái nguồn thải. Bên cạnh việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh nuôi trồng khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây, thì việc tìm ra giải pháp khai thác nhằm đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Để đánh giá lại cái trữ lượng thủy sản tại Hồ Tây, trong đó có cá, thì trên cơ sở đó mới đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Thì chính vì vậy thì chúng tôi đã chủ động trong cái việc là giao cái đơn vị chuyên môn để lập cái đề án về xác định về trữ lượng cũng như là định hướng trong thời gian tới. Theo Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, đề án đánh giá trữ lượng thủy sản Hồ Tây đã được phê duyệt vào cuối năm 2016 và dự kiến đầu tháng 4 năm nay sẽ có đánh giá đầy đủ nhất. Hiện tại, bao quanh Hồ Tây có 6 phường thuộc Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ. Mật độ nuôi thả, phương tiện khai thác đánh bắt thủy sản tại hồ do Chi cục Thủy sản Hà Nội tham mưu, nhưng trực tiếp khai thác thủy sản tại đây là do xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Hồ Tây. Việc quản lý trực tiếp khu vực hồ do Ban quản lý Hồ Tây đảm nhiệm. Sau nhiều biến cố cả tự nhiên lẫn con người tác động đến môi trường sinh thái Hồ Tây, thì người dân Hà Nội luôn mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng. Trước kia thì nó sạch sẽ, nó thoáng mát lắm, nhưng bây giờ nói chung nó khác xưa nhiều lắm rồi. Cho nên nói chung tôi mong coi là nhà Đảng và nhà nước, chính phủ mình sẽ tu tạo lại làm sao cho nó đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Hồ Tây là góc lãng mạn nhất trong bức tranh Hà Nội đa màu, là lá phổi xanh trong mát trong tâm hồn người Hà Nội và những du khách khi đến với Hà Nội. Hy vọng rằng thời gian không lâu nữa sẽ không còn một mắt nước thiếu oxy. Du khách tìm đến Hà Nội sẽ vẫn đứng trước một Hồ Tây huyền thoại với mặt nước xanh mênh mông, nơi có môi trường sinh thái trong lành. Sàn gỗ, công viên, phòng rộp, nguyên nhân cũng là do thấm nước. Khác với sự hồ hởi trong những ngày mới dọn về, chị Phượng nay phải sống trong sự lo lắng, chịu đựng, sự bất tiện kéo dài mấy năm liền.